Ukraine tuyên bố chặn toàn bộ 10 tên lửa Kinza của Nga. Không quân Ukraine tuyên bố chặn 10 quả đạn siêu vượt âm Kinza và hàng chục tên lửa hành trình Nga nhằm vào nước này. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga sáng nay triển khai ít nhất 70 tên lửa hành trình KH-101 555, 10 tên lửa siêu vượt âm Kinza, 3 tên lửa hành trình Kali phóng từ tàu chiến, 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không hoán cải S-300 cùng 35 máy bay không người lái UAV, cảm tử kiểu Sahes 131-136 nhằm vào nước này với mục tiêu chủ yếu là thủ đô Kiev. Tiêm kích hạng nặng Su-35S cũng phóng 4 tên lửa diệt radar KH-31P nhằm vào mục tiêu tại Ukraine nhưng chưa rõ khu vực. Lực lượng phòng không đã tiêu diệt 72 tên lửa gồm 10 quả đạn Kinza, 59 tên lửa KH-101-555 và 3 quả Kali. Toàn bộ số UAV cảm tử của đối phương cũng bị bắn hạ, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho hay. Video đăng trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy khoảnh khắc vệt lửa nghi là tên lửa siêu vượt âm Kinza lao xuống mục tiêu ở Kiev. Hàng loạt đám cháy cũng được ghi nhận tại thủ đô của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã tiến hành đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí tầm xa chính xác cao và UAV cảm tử nhằm vào Ukraine, nhưng không xác nhận có sử dụng tên lửa Kinza hay không. Mục tiêu là các tập đoàn công nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa và UAV, cũng như là cơ sở sửa chữa khí tài quân sự, kho chứa tên lửa, đạn dược và vũ khí hàng không được phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiệm vụ của cuộc tấn công đã hoàn thành, các mục tiêu được chỉ định đã bị đánh trúng, quân đội Nga cho hay. Quân đội Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinza của Nga trong các đòn tập kích. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu giữa năm ngoái nói rằng Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinza được sử dụng. Đối phương thường xuyên nhầm lẫn về chủng loại tên lửa Nga triển khai. Đó là lý do họ không chặn được mục tiêu, ông nói. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inas hồi tháng trước cho biết Nga gần đây đã áp dụng một số chiến thuật khiến phòng không Ukraine khó đánh chặn Kinza như phát xung điện tử để tạo ra mục tiêu giả, khiến radar cảnh giới nhận diện nhầm, bỏ lọt tên lửa thật hoặc phát cảnh báo dù máy bay Nga không khai hỏa. Ông Putin tuyên bố tấn công trả đũa Ukraine vụ Belgorod. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tấn công Ukraine để trả đũa vụ Kiev không kích thành phố Belgorod khiến hơn 130 người tổn thất. Nga sẽ tăng cường tấn công vào Ukraine. Theo hãng thông tấn Ukrinform, lực lượng không quân Ukraine cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ drone của Nga trong ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên, phía Kiev cho rằng Ukraine còn đang phải đối mặt với mối đe dọa đến từ tên lửa hành trình được phóng từ máy bay Tu-95MS của Nga. Tổng cộng có 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đang bay trên không, quân đội Ukraine thông báo sáng ngày 2 tháng 1. Trước đó, không quân Ukraine báo cáo 9 chiếc Tu-95MS có khả năng mang tên lửa hành trình đã cất cánh tại sân bay Olena, vùng Murmansk của Nga. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, buổi ghé thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine tại Bệnh viện Quân y Vinevsky ngày 1 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tấn công này là cuộc tấn công khủng bố có mục tiêu nhắm vào dân thường. Tổng thống Nga cũng tuyên bố sẽ tấn công Ukraine để trả đũa vụ tấn công vào thành phố Belgorod. Chúng tôi tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao nhắm vào những trung tâm chỉ huy, những nơi quân nhân, lính đánh thuê tập trung và các cơ sở quân sự, ông Putin tuyên bố. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay không người lái drone ở gần thành phố Chuguev, vùng Kharkov. Trước đó, hôm 31 tháng 12 năm 2023, Moscow đã tấn công các mục tiêu quân sự ở vùng Kharkov để đáp trả vụ Ukraine tấn công vào thành phố Belgorod. Vụ tấn công thành phố Belgorod mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện ngày 30 tháng 12 năm 2023 đã khiến ít nhất 25 người không qua khỏi, trong đó có 5 trẻ em và 109 người bị thương. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Glaskov cho biết, người thân của các nạn nhân không qua khỏi sẽ được gửi 3 triệu rúp, tức là gần 34.000 đô la Mỹ, trong khi các nạn nhân bị thương sẽ nhận được 500.000 rúp, tương đương với 5.600 đô la Mỹ. Ukraine tưởng niệm các nạn nhân ở Kiev. Theo đài CNN, giới chức Ukraine tuyên bố lấy ngày đầu tiên của năm 2024 làm ngày tưởng niệm các nạn nhân đã không qua khỏi trong vụ Nga tấn công thủ đô Kiev hôm 29 tháng 12 năm 2023. Tính đến ngày 2 tháng 1, số nạn nhân không qua khỏi trong vụ tấn công ở thủ đô Kiev đã tăng lên 29 người, 30 người bị thương. Trả lời đài CNN, quân đội Ukraine gọi đây là cuộc không kích lớn nhất với số lượng drone và tên lửa nhiều chưa từng có, nhằm vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022.
Cũng theo CNN, ít nhất 52 người không qua khỏi trên khắp Ukraine trong đợt không kích của Nga hôm 29 tháng 12 năm 2023. Hôm 1 tháng 1, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Moscow đã tiến hành cuộc không kích lớn kỷ lục, hơn 90 drone xa hết trong đêm giao thừa. Ngoài ra, phía Kiev còn cáo buộc pháo kích của Nga trong ngày đầu tiên của năm mới, mùng 1 tháng 1, đã khiến ít nhất 5 người không qua khỏi, 22 người bị thương. Tổng thống Putin, Nga muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng phải theo điều kiện của Moscow. Tổng thống Vladimir Putin hôm 1 tháng 1 cho biết Ukraine chỉ là một công cụ trong tay của phương Tây và được phương Tây sử dụng để chống lại Nga. Ông Putin đưa ra nhận xét này trong chuyến thăm tới một bệnh viện quân y ở Moscow, nơi ông gặp các quân nhân Nga bị thương tại Ukraine. Khi được hỏi về sự hỗ trợ lâu dài của phương Tây dành cho Kiev, Tổng thống Putin cho biết giới lãnh đạo phương Tây mới là đối thủ thực sự của Nga, chứ không phải Ukraine. Vấn đề không phải là phương Tây đang giúp đỡ đối thủ của chúng ta, mà chính họ mới là đối thủ của chúng ta. Họ đang giải quyết vấn đề của chính họ bằng đôi tay của Ukraine. Đó là tất cả những gì họ hướng tới, ông Putin nói. Theo Putin, điều này đã xảy ra trong nhiều thế kỷ và cho tới nay vẫn như vậy. Bản thân Ukraine không phải là đối thủ của chúng ta. Những ai muốn phá hủy nhà nước Nga, muốn thấy sự thất bại chiến lược của Nga trên chiến trường mới là đối thủ của Nga, ông Putin nhấn mạnh. Ông Putin cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine do giới lãnh đạo phương Tây, những người đang tìm cách đánh bại Nga giàn dựng. Tuy nhiên, Tổng thống Nga giải thích rằng phương Tây đã không thể đạt được mục tiêu này và sự thất bại của họ đã thể hiện ở việc thay đổi giọng điệu về cuộc xung đột. Những người mới hôm qua còn nói về sự cần thiết phải gây ra thất bại chiến lược đối với Nga thì giờ đây đang tìm kiếm những lời lẽ để kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột, ông Putin cho biết. Chúng tôi cũng muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, nhưng chỉ theo điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi không muốn chiến đấu mãi mãi, nhưng chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ lập trường của mình, ông Putin tuyên bố. Tổng thống Putin cho rằng tình hình chiến trường đang thay đổi. Bất chấp mọi viện trợ mà Kiev nhận được từ phương Tây, ông khẳng định Nga sản xuất hiệu quả hơn toàn bộ phương Tây về mặt quân sự, với sản lượng khí tài của Nga sẽ còn tăng hơn nữa. Mặc dù thực tế là từ xa xưa, phương Tây đã có mục tiêu đối phó với Nga, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ đối phó với họ trước, ông Putin nói. Theo ước tính mới nhất của Nga, hơn 380.000 binh sĩ Ukraine đã tử thương trong cuộc xung đột. Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề về trang thiết bị với ước tính khoảng 14.000 xe tăng và các xe bọc thép khác bị phá hủy. Moscow cho biết gần 160.000 quân Ukraine đã không qua khỏi trong cuộc phản công do Kiev phát động vào đầu tháng 6 năm ngoái. Khoảng một năm trước, Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng muốn tránh tổn thất nặng nề. Điện Kremlin sau đó lên tiếng giải thích rằng tuyên bố của Tổng thống Putin về mong muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự tại Ukraine không có nghĩa là đề cập tới triển vọng đàm phán, mà là triển vọng đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập tới là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sắp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm ngoái và bán đảo Crimea sắp nhập năm 2014. Tổng thống Putin cũng tuyên bố Ukraine sẽ phải hủy bỏ sắc lệnh loại trừ các cuộc đàm phán với Nga nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột.